Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trường đồ của cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở em cũng sẽ lên cho các bác làm một số món đồ phần ốc xa cư mà bên cơ sở đồ gỗ trường đồ của chúng em là có sẵn tại cửa hàng ngày hôm nay và trong đó là có một số sản phẩm đồ gỗ mini đây. Và bên cơ sở đồ gỗ trường đồ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ. Trong những thời gian vừa qua, đã hộ bên cơ sở đồ gỗ trường đồ em là rất là nhiều các sản phẩm đồ gỗ phần ốc xa cư qua các video vừa rồi. Và bây giờ vào là cái clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác sản phẩm đầu tiên đây. Nó là một chiếc chát các bác nhé đây là một chiếc chắp chầu uh, hình tròn các bác nhé đó, và được cốc xà Singapore bảy màu luôn các bác nhé đó, và giờ em sẽ đo thông số cho các bác được tham khảo ạ chiếc chắp này thì có kích thước đường kính là 27,5 cm và chiều cao là khoảng 11,5 cm đó, giờ các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết hơn về chiếc chắp chầu này đó, chắp trò hình tròn các bác nhé đó, được cốc sinh Singapore bảy màu luôn các bác nhé đó, giờ em sẽ Giờ lên cho các bác cùng được xem chi tiết hơn về chiếc cháp chầu này. Đó, ốc cơ Singapore đỏ, hoàn tranh luôn các bác nhé. bên trong gần cảnh một cảnh tích ở bên ngoài, ô chám dê leo lên chi. hàng này là hàng xưa cũ rồi các bác nhé. Nó các bác có thể thấy này, chất ốc cũng lên ten rồi, gỗ cũng đã lên ten theo thời gian rồi các bác nhé. Còn phần hông ngang này thì được cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Đó, cảnh tích tam quốc đi Ốc cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, phần bên trong phần bên trong đây là có một chiếc ngăn nhé chúng ta có thể để chắc trở bánh kẹo nhân dịp ngày lễ ngày tết ạ đó. đó, và dưới này có một ngăn trống nữa đó, và bên trong đây cũng được cẩn luôn các bác nhé đó, cẩn là một cây cành hồng đó, các bác có thể thấy vân gỗ đã lên tên theo thời gian rồi các bác nhé đó, cực kỳ là cũ rồi chiếc chắp tròn này thì được làm trên nền là cây gỗ gụ các bác nhé đó, và được có lúc xa cửa sinh ra vào bài màu luôn đó, với một chiếc chắp này thì bên cơ sở em cũng sẽ giao lưu với các bác nào với giá là 14 4,5 triệu ạ à. với giá là 4 triệu rưỡi bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn đúng một chiếc chắp trầu này với giá là 4 triệu rưỡi thôi đó là sản phẩm tiếp theo đây em có một chiếc đĩa các bác nhé đó, một chiếc đĩa cực kỳ là đẹp luôn đó, cũng được làm trên nền là cây gỗ gụ luôn đó, và em đo thông số ở đây có kích thước đường kính là 41 cm và độ dày là 4 cm các bác nhé đó. một chiếc đĩa hình tròn này hàng nguyên khối luôn các bác nhé nó cần cảnh chim hoa cực kỳ là đẹp luôn đó cảnh chim hoa obscura Singapore bảy màu cực kỳ là vip luôn các bác nhé đó. bên ngoài cả những dây neo liên chi thì là kỹ luôn chiếc đĩa này cũng cũng khá là cũ rồi các bác nhé nó cũng vân ten cũng lên theo thời gian rồi các bác nào mà muốn nằm bóng nằm mới lại thì bên em sẽ lo no rồi và nằm bóng lại hơn để cho các bác cùng được ừ, chơi ạ đó với một chiếc đĩa như thế này thì bên cơ sở lỗ chủ đủ ngành cũng xin giao lưu với các bác với giá chỉ có 2 triệu 700 nghìn thôi. Đó, 2 triệu 7 bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Với một chiếc đĩa cực kỳ là đẹp như thế này. Với giá chỉ có 2 triệu 700 nghìn. Đó, là sản phẩm tiếp theo đây. Em có đây là một chiếc ống nhang các bác nhé. Một chiếc ống nhang cũng được làm trên nền là cây gỗ gỗ luôn. Đó, và có thông số kích thước là đường kính là khoảng 15 cm và chiều cao là khoảng 12,5 cm các bác nhé. Đó, cần, cảnh sông nông các nhé Đó, sông nông cho mặt nguyệt đó, ốc xa cờ cần tứ diện luôn các nhé Đó. không viền ngoài cả những chữ vạn bên phía dưới được cần cảnh sông nông cực kỳ là đẹp luôn các nhé Đó, một chiếc ống nha nó cực kỳ là lớn luôn các bác nhé hàng nguyên khối luôn các nhé hàng tiện nguyên khối luôn đó, với một chiếc ống nha như thế này thì bên cơ sở em sẽ giao đi với các bác là giá là 1 triệu năm trăm nghìn ạ có một triệu năm trăm Bên này cũng sẽ bao vận chuyển tận nhà cho các bác luôn. Đó, rồi sản phẩm tiếp theo đây là em có là một hộp đựng trang sức các bác nhé. Đây là một hộp đựng trang sức được làm trên nền là cây gỗ chắc ta Việt Nam và được cân ốc xà cư cũng như là được kết hợp vào đó là cần gỗ siêu vàng nga. Đó, bao giờ em sẽ đo thông số cho các bác được tham khảo ạ. cũng hộp đựng trang sức này có kích thước chiều ngang là 17 cm và chiều dài là 26 cm. Nó cũng cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Đó, giờ các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết hơn về, về chiếc hộp đựng trang sức này. Đó, phần phía trên này đây thì được toàn cảnh mục uh, cây mai các bác và những chú tiểu cực kỳ là đẹp luôn. Ốc xa cửa Singapore bảy màu. Đó, cực kỳ là kỹ luôn. Đó, ốc xa cử, Singapore bảy màu cực kỳ là kỹ luôn các bác Đó, viền ngoài cả những đường ô trắng các bác Đó, đặc biệt hơn là chiếc uh, hộp này được cả tứ diện các bác nhé. Cần tứ diện luôn. Đó. Thứ diện đó, đó là phần phía trước có nhà cả một cây la. Bên hông là và phía sau nó cả một cây hoa đại trước hộp này thì đều được bọc đồng bốn chuột quanh các bác nhé có những cái đường viền này đều được bọc đồng cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé và khóa cũng là khóa bằng đồng luôn đó, và em sẽ quay phần bên trong cho các bác coi đó, phần bên trong gỗ nành nặng nhiệt nạc các bác nhé hàng 100 phần trăm là sạch sẽ luôn bao đẹp cho các bác luôn các bác là chỉ việc đặt hàng và nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng đúng chất lượng thì các bác mới thanh toán ạ. Bên em sẽ không không cần phải các bác phải đặt cọc cho em ạ. nó hàng nhỏ như thế này các bác chỉ cần thiện chí mua thì các bác cứ cho em địa chỉ và số điện thoại liên hệ ạ. Em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. nó em sẽ quay phần sau cho bác coi nhá. Hàng bên em là bao đẹp cho các bác luôn 100% luôn. Đó, hàng này nạc nẻn luôn. Bao đẹp cho các bác. Với một chiếc hộp đựng trang sức này thì bên cơ sở anh cũng sẽ giao lưu với các bác người giá là 3 triệu 500 000 ạ đó 3 triệu 500 000 bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn với giá là 3 triệu 500 000 đó là sản phẩm tiếp theo đây em muốn giới thiệu cho các bác đây là một bộ trường thủy huế các bác nhé đó một bộ trường thủy huế này đó, bộ được làm trên nền là cây gỗ gụ gọi là gõ mật của mật này bộ gồm có là 6 món ạ hai ghế đơn một băng dài một bảng và hai đôi ạ đó, và em sẽ đo thông số cho các bác cùng được tham khảo về bộ trường kỷ Huế này Đó, em đo chiếc bàn đây có kích thước chiều dài là 137 cm và chiều ngang là 65 cm và chiều cao khoảng 75 cm giờ các bác đến này gần hơn để xem chi tiết từng sản phẩm của bộ trường kỷ Huế này Đó, đây là một chiếc mặt bàn tốt nha khung ba ngoài cẩn ô trám cảnh không bao nữa là cái tiêu quý Tùng chu cúc mai có nhé đó, phần bên trong này, đây, một cây hồng. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các nhé nhá. Singapore bảy màu, cực kỳ là kỹ luôn. Đó, phần viền không bao bên dưới, phần bệ cũng đều được cẩn những dây nèo các nhé nhá. thì được chạm điệu chim hoa. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Chân thì được chạm vào đầu lân chân móng em đo chân cho các bác coi chân là chân vuông 8 cm các nhé và là cẩn cảnh một cây trúc đó, cực kỳ là đẹp luôn cả tứ diện luôn các bác nhé bốn chung quanh của chiếc bàn này đó rồi giờ em sẽ quay sang phần chiếc đôi để cho các bác cùng được xem chi tiết từng món của bộ trường kỳ này đó. chiếc đôi kẹp này đây thì có kích thước ngang dài 47 và ngang là 37 cm và chiều cao là 65 cm đó. phần phía mặt đây tất cả một cây hồng cực kỳ đẹp các bác nhé đó. không bao dây neo liên chi ở những ô chám cực kỳ là kỹ luôn. Đó, phần chân phần bệ cũng đều được cẩn. giống như mặt bàn luôn các bác nhé. Đó, dây neo lên chỉ. Chân là được chạm vào đầu lăn và chân móng, chân nem đo đây là vuông bạch xe cũng được cẩn ở những cây trúc các bác nhé. Liễu là được chạm vào liễu nho các bác nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một chiếc đơn. Tiếp theo em sẽ quay sang phần chiếc ghế đơn cho các bác cùng được tham khảo. Ạ. Đó, đây là một chiếc ghế đôi và có kích thước em đo phần mặt là ngang 70 và sâu là 55 cm. và chiều cao tổng thể là khoảng 106 cm các nhé. Đó, phần phía trong này đây thì được cẩn một cây hồng với nhé, không bao cẩn dây neo như chị, không cực kỳ nào lớn luôn, không là bảo là 4 nhân 5. cực kỳ nào lớn các nhé. Đây, một cây hồng dây neo như chị kỳ là kỹ luôn ờ, những phần góc này để rồi cả những đường chuyện các nhé ờ, những phân độc này được cẩn cảnh là một cây đà các nhé ờ, phần uh, vai cuốn phía trên này thì được cẩn uh, ô tráng cũng như là cảnh uh, mai cải thọ hóa rồng cho mặt nguyệt cực kỳ là kỹ luôn các nhé Đó, chiếc vai này cũng cực kỳ là lớn luôn các nhé vai này nó khoảng 10 cm và bản nhân 4 x 10 vai cực kỳ là lớn luôn các nhé đó, phần tay cũng thế cũng bản là 4 x 10 vài cuốn cực kỳ là cong luôn các bác nhé đó. và là cần cạch một cây lục bình hoa mai đó. phần nô tay như cần cạch trúc mai các bác nhé mà một vế trúc và một vế mai đó. chân cũng cực kỳ kì... lớn chân này chân rất to các bác nhé chân này em đo đây là vuông 10 xe cũng được chạm đầu lên chân móng ạ à, rồi đục chạm mà liễu đều... quả dưa các bác nhé Đó, bệ cần những đường dây neo chỉ và đặc biệt hơn là bộ này đều cần tứ diện các bác nhé đó, phần mặt sau đây phần mặt sau cũng được cả y như mặt trước luôn các nhé mà được đục chạm mà những tổ ong các nhé đó, chuyện gấm tổ ong cũng như là khung cột khung bao đều cần những đường dây leo nên chi các nhé cũng giống y như mặt trước luôn đó là chiếc ghế đơn đó, tiếp theo đây em sẽ giới thiệu sang phần chiếc đoạn dài chiếc đoạn là dài này có thông số kích thước chiều dài là 200 cm và chiều sâu là 55 cm và chiều cao khoảng 106 cm đó, giờ các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết hơn về chiếc đoạn dài này à, cũng phần vai vai cuốn cực kỳ là lớn các bác nhá cũng bằng 4 x 10 cả những dây còn ô chám và cả cây mai các họ cho mặt nguyên cực kỳ là đẹp luôn khung bao cũng được cả tích các bác nhá bạc cũng bằng 5 x 4 cực kỳ là dày luôn Đó. À, đoạn dài này thì có ba nô đục các bác nhá ba nô đục chạm tích kinh bong à, được đục chạm cảnh tam quốc các bác nhá cực kỳ là kỹ và tinh bong luôn còn và những phần nô trơn này thì được cờ là những cây hồng thôi nha Đó, ốc Singapore bản màu các bạn có thể thấy trực tiếp, tiếp trên video ngày hôm nay cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé Đó, không bao đường dây neo chỉ là tơ tóc các bác nhé Đó, còn ván mặt ván mặt là lá nền tấm quá nhé lá cực kỳ là dày luôn lá dày khoảng 1,5 cm lá cực kỳ là dày luôn Đó, phần cái mặt cũng được cần hết những dây neo phần bệ yếu dưới cần cả là chim hoa À, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé à, phần vai cuốn cũng được đục chạm là cảnh trúc mai à, chân là chân vuông 10 với nhé cũng được chạm đầu lên cho bóng cũng được cả tứ diện luôn đó, à, chiếc ghế đoạn dài này em vương cái không quay được à, các bác nào cần chi tiết hơn thì em sẽ quay từng món từng sản phẩm để đưa đến cho các bác ạ à, các bác nào mà xem ảnh không đó hoặc ngày không đó trong clip ngày hôm nay thì các bác hãy nên trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 0912 862 834 là em sẽ để trên màn hình rồi các bác hãy liên trực tiếp cho em để các bác có thể tham khảo đơn sản phẩm của bên cơ sở em ạ với một bộ trường kỳ huế như thế này thì bên cơ sở em cũng sẽ giao lưu với các bác là với giá là 75 triệu một bộ trường kỳ huế 6 món này nó giá em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn cũng như là bao nó đặt tại nhà cho các bác luôn ạ bởi vì chiếc bộ trường kỳ huế này là hàng tháo rời các bác nhé phần tựa phần tay này là đều tháo rời hết cho nên là bên em sẽ bao vận chuyển tới nhà cho các bác cũng như là lắp đặt tại nhà cho các bác luôn để các bác thì việc sử dụng luôn đó trong cái đó thì bên cơ sở của sẽ tặng cho các bác là nhân dịp đầu xuân năm mới là ba tấm kính các bác nhé một tấm kính mặt bạc cũng như là hai tấm kính mặt đôi à, tặng đi kèm với bộ ghế luôn à, cho các bác luôn cho nên các bác cũng về nhà chỉ việc dùng, không cần phải nắp cắt thêm tấm kính nào cả à, với giá là 75 triệu bên em sẽ bảo hoặc chuyển cho các bác và bác à, nào xem video thì hay thấy đẹp ạ à, thì hãy cho bên cơ sở đồ gỗ chưa đủ của chúng em nằm một nay cũng như là một đăng ký kênh à, để cơ sở đồ gỗ chưa đủ chúng em một phát triển hơn cũng như là ra những video mới những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng và ngoài bên cơ sở cũng xin dừng video tại đây và cũng xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo xin chào và cảm ơn